Xin chào các bạn, thì clip này thì mình xin giới thiệu các bạn một số phần về việc sử dụng hai cái màn hình. Ở đây thì nếu mà các bạn nào có các cái màn hình rời nữa, nó có hai cổng như là cổng DVI hoặc là cổng VGA, thì chúng ta có thể kết nối hai cái màn hình vô một cái CPU, hoặc là chúng ta có thể dùng một cái cổng chia VGA hoặc là HDMI cũng được. Thì các bạn thích dùng chuẩn nào thì mình mua cái cổng chia cũng chuẩn đấy. Thì ở trên Win 10 thì chúng ta có thể thấy được là nó thao tác việc chia ra hai màn hình cách đơn giản. Như ở đây thì chúng ta có thể, nếu mà các bạn có cầm màn hình rồi thì chúng ta gắn cầm màn hình vô và gắn hai cái cổng VGA của hai cái màn hình vô các màn hình đó. Thì thường là cầm màn hình thì nó có ba cái cổng cắm vô, là cổng VGA, cổng DVI và cổng HDMI. Mà thường thì chúng ta dùng cái chuẩn VGA thì chúng ta xài hai cái màn hình VGA, với chúng ta mua thêm một cái đầu chuyển từ VGA sang DVI hoặc từ DVI sang VGA cũng được. Thì chúng ta cắm vô, chúng ta cắm hai màn hình vô thì để nó xuất ra hai màn hình thì chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta vô Win 10 thì chúng ta nhấn vô đây, thì ở trong này nó sẽ có phần này đồ chết này, ta nhấn vô đây. Ở phần trên này chúng ta thấy là cái màn hình gì, cái màn hình laptop là cái PC này. Đó. Khi mà chúng ta nhấn vô phần ở dưới này thì nó sẽ đúc ra hai cái màn hình. Hai màn hình này thì cái màn hình thứ hai sẽ giống như cái màn hình số 1 của mình, là thao tác giống như nhau. Là thao tác ở bên này như thế nào thì bên kia nó làm như thế đấy. Còn dưới này, cái thứ ba này thì cái màn hình chính là màn hình mà mình đang sử dụng này, còn cái màn hình phụ nó thêm một màn hình phụ nữa, nó sẽ sang cái màn hình thứ hai của mình. Còn cái cuối cùng này thì nó sẽ tắt cái màn hình này của mình đi và nó sẽ sang cái màn hình thứ hai mà mình cắm vô cái cạc của nó có 4 chế độ mà chọn thôi. Thì mình chọn cái nào thì mình ví dụ như mình chọn cái này, sau khi mình chọn rồi mình có thể tinh chỉnh lại cái độ phân giải của hai cái màn hình cho nó phù hợp. Nhiều khi cái màn hình này nó mất một số cái viền viền đen đen đây này, nó không có full hết cái màn hình phụ cũng vậy. Thì các bạn vô đây, các bạn chỉnh vô, ấn chuột phải vô đây, mình ví dụ như là mình chỉnh cái màn hình số 2 này, mình nhấn vô màn hình số 2 này. Ở dưới này mình có phần đây, cái độ phân giải này, mình chọn cái độ phân giải nào phù hợp với nó. Rồi tiếp tục màn hình số 1, mình chọn đây là mình tắt cái màn hình số 1 đi rồi, để mình quay phim đúng thôi, là bật lên thì nó quay ra hai cái màn hình đây. Mình bật cho các bạn xem luôn nhé. À, các bạn thấy nè, đây là màn hình số 2 nè, và đây là màn hình số 1. Màn hình số 2 đây không thấy gì hết, màn hình số 1 thì cái màn hình chính của mình đây đó. Thì đây mình chỉnh cái độ phân giải của hai màn hình cho nó sao cho nó full hết màn hình. Các bạn chỉnh để bạn update là dò cái độ phân giải của mấy cái màn hình thôi, để mình tìm cái màn hình thích hợp nhất, cái độ phân giải thích hợp nhất cho cái màn hình, hai màn hình này. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong cái clip sau nhé.